Truyện tích thứ 67, chuỗi hạt mân côi với Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô đệ nhị. Totus tuus ego sum est omnia mea tuusin accipio te in mea omnia raepe mihi cordum Maria. Khi tận hiến cho Đức Mẹ Maria, Thánh Louis Marie Rignan de Montfort đã đọc câu này, có nghĩa là con trọn vẹn thuộc về mẹ và tất cả những gì của con là của mẹ. Con đón nhận mẹ vào tất cả những gì thuộc về con. Xin mẹ trao trái tim mẹ cho con. Lạy Đức Maria. Dựa vào câu kinh khi tận hiến của Thánh Louis Maria Rignan de Montfort mà Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô đệ nhị đã lấy hai chữ đầu của câu này để làm khẩu hiệu cho đời giáo hoàng của mình. Totus tuus, tất cả đời con thuộc về mẹ. Phải nói trong giáo hội công giáo, ngoài hai vị giáo hoàng nổi tiếng nhất về lòng sùng kính Đức Mẹ là Đức Giáo Hoàng Pio thứ 5 và Đức Giáo Hoàng Leo thứ 13, thì Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô đệ nhị là một vị giáo hoàng cũng rất nổi tiếng về lòng sùng kính Đức Mẹ. Cho nên ta cũng có thể gọi Ngài là Giáo Hoàng Mân Côi của thời đại hiện nay. Ngài tên thật là Caron Wojtyla, sinh ngày 18 tháng 5 năm 1920, tháng kính Đức Mẹ. Mới lên 8 tuổi, đã mồ côi mẹ, cho nên Ngài đã nhận Đức Mẹ làm mẹ của mình. Ngài từ khi còn nhỏ, lúc thiếu thời, Ngài đã có lòng sùng mến Đức Mẹ đặc biệt. Hàng ngày lần chuỗi mân côi, cho đến nỗi Ngài đã sợ rằng kính mến Đức Mẹ quá như vậy có phạm gì đến Chúa không. Nhưng khi Ngài đọc cuốn sách Bí mật kinh mân côi và cuốn Thành thật sùng kính Đức Mẹ Maria của Thánh Louis Maria Rignan de Montfort, thì Ngài mới thấy rõ là ta chưa bao giờ kính mến Đức Mẹ cho đủ với điều Mẹ mong ước, và ta càng kính mến Đức Mẹ bao nhiêu thì ta càng kính mến Chúa bấy nhiêu. Do đó, Ngài đã dâng trót cả đời mình cho việc phục vụ Đức Mẹ, kể cả sau này khi lên ngôi giáo hoàng. Chính vì vậy mà Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô đệ nhị đã lấy khẩu hiệu Totus tuus. Tài liệu lịch sử về Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II thì rất nhiều, không sao kể cho hết được trong một bài truyện tích ngắn ngủi này. Chúng tôi chỉ nêu bật sự mộ mến chuỗi mân côi của Ngài. Vì lòng kính mến Đức Mẹ mà Ngài đã nhận thấy rằng chỉ có chuỗi hạt mân côi làm đẹp lòng Đức Mẹ hơn cả. Khi hiện ra với nhiều vị thánh, Đức Mẹ đã nói, trong các kinh chúng con đọc kính Đức Mẹ thì kinh mân côi là kinh làm đẹp lòng Mẹ nhất. Thánh Louis Maria Rignan de Montfort cũng nói như vậy. Đối với người công giáo chúng ta, chỉ có hai vấn đề quan trọng nhất, đó là thánh lễ Misa và chuỗi hạt mân côi. Cho nên Đức Giáo Hoàng luôn sốt sắng lần chuỗi mân côi. Bất cứ đi đâu, làm việc gì thì Ngài cũng thường lần chuỗi mân côi. Người ta luôn thấy Ngài tay cầm chuỗi hạt mân côi khi đi bắt bộ, ngồi trên xe, trên máy bay. Chuỗi hạt mân côi đã có 7-8 thế kỷ nay, không một vị giáo hoàng nào có ý thay đổi. Nhưng được Đức Mẹ soi sáng, Ngài dám làm một việc hết sức vĩ đại, đó là tông thư Rosarium Vi Virginis Maria nói về ý nghĩa kinh mân côi. Thêm vào tràn chuỗi năm mân côi năm sự sáng, nhất là Ngài đã lập ra một năm mân côi để khuyến khích giáo dân nâng lần chuỗi mân côi kính Đức Mẹ. Đây là một việc làm hết sức khôn ngoan và có tình có lý. Nếu trước kia chỉ có 3 mùa vui thương mừng thì thiếu hẳn một thời kỳ Đức Chúa Giêsu ra giảng đạo và lập bí tích thánh thể. Như chúng ta đã biết, bí tích thánh thể là một bí tích quan trọng nhất trong hội thánh công giáo. Cho nên ngày nay tràn chuỗi mân côi không còn là 150 kinh như trước đây mà là 200 kinh kính mừng. Như vậy mới diễn tả được hết cuốn Tân Ước. Chính vì lòng kính mến Đức Mẹ qua chuỗi hạt mân côi mà khi sống, Đức Mẹ đã phù hộ cho Ngài được sức mạnh cai trị hội thánh suốt 24 năm trường.
Và đến giờ lâm tử, ngài cũng được Đức Mẹ ưu ái rước ngài về thiên đàng vào đúng ngày thứ bảy đầu tháng, ngày 2 tháng 4 năm 2005. Cũng xin nhớ rằng Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã bị ám sát hụt vào đúng ngày 13 tháng 5 năm 1978, cũng là ngày kỷ niệm Đức Mẹ hiện ra lần thứ nhất tại Fatima. Lễ an táng của Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II được diễn ra trong khung cảnh hết sức cảm động và tiếc thương của gần 2 triệu người Công giáo có mặt tại công trường Thánh Phêrô. Đó là tất cả vì lòng kính mến Đức Mẹ Mân Côi của ngài mà có được như vậy. Tóm lại, Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II là vị giáo hoàng của Đức Mẹ. Chính Đức Mẹ đã chọn ngài cách riêng, cả thế giới đều biết ngài. Không bao giờ ngài phát biểu lời nào mà không nhắc tới Đức Trinh Nữ Maria. Không một tài liệu nào của thời đại giáo hoàng của ngài mà không kết thúc bằng lời nguyện cùng Đức Mẹ. Là Mẹ Thiên Chúa, để tỏ lòng kính mến Đức Mẹ và để truyền bá lòng sùng kính Đức Mẹ cho mọi người, ngài đã cho thành lập 5 Mân Côi. Có thể nói từ xưa đến nay chưa có bao giờ Hội Thánh đã cho thành lập một 5 Mân Côi như vậy. 5 Mân Côi phát động từ ngày 16 tháng 10 năm 2002 cho đến tháng 10 năm 2003. Ngài tuyên bố: "Tôi muốn rằng kinh nguyện Mân Côi trong năm nay phải được làm nổi bật trong cộng đồng Kitô khắp thế giới." Sau khi tông thư được ban bố cùng với ngày giờ ấn định cho năm Mân Côi, thì toàn dân Công giáo nhiệt liệt hưởng ứng tại các nước Ý, Tây Ban Nha, Pháp, Đức. Một chiến dịch rầm rộ được tổ chức cho mọi người tham gia việc đọc kinh Mân Côi. Tại các giáo phận ở Ý, người ta vận động cho các trẻ em từ 5 tuổi trở lên đọc kinh Mân Côi cùng với cha mẹ và gia đình. Lời bàn đã đành rằng các Đức Giáo Hoàng lên cầm quyền giáo hội thì vị nào cũng có lòng sùng kính Đức Mẹ, nhưng cũng có vị nổi bật hơn như Đức Giáo Hoàng Pio thứ 5, Đức Giáo Hoàng Leo thứ 13 và Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II. Ngoài ra còn có tới 16 vị giáo hoàng khác cũng đặc biệt chú trọng đến kinh Mân Côi và khuyến khích người ta gia nhập hội Mân Côi và năng đọc kinh Mân Côi. Nói lên như vậy để chứng minh rằng Hội Thánh đời nào cũng vậy, luôn luôn thúc giục con cái mình hãy mụ mến chuỗi Mân Côi và năng lần chuỗi Mân Côi. Trả bù lại với một số người cho kinh Mân Côi ngày nay là kinh tầm thường, chỉ dành cho mấy ông bà già đọc để dọn mình chết mà thôi. Tạ ơn Chúa.